Xin trân trọng mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang lưu thông ở trên đường Láng của thủ đô Hà Nội. Và đây là cái ngã tư, mà ngã tư này là giao với đường Lê Văn Lương. Chúng ta đang lưu thông là lưu thông từ phía Cầu Giấy về về phía phía ngã tư Sở đấy ạ. Wow, thằng gái khá là to cao, dáng khá là đẹp luôn. Chắc phải cao hơn Minh Toàn. Minh Toàn cao 1m73. Nghe em gái cao chắc hơn Minh Toàn nhiều. Và mến thưa quý bà con cô bác, đây là cái chợ Láng. Đấy, chợ Láng, đây là chợ Láng. Thì chợ Láng thì như quý bà con cô bác là đợt này là có cái giải bóng đá U23 của Đông Nam Á. Thành ra là ở chợ Láng này cũng này bán các cái quần áo cũng như là các cái lá cờ để cổ vũ cho tinh thần yêu bóng đá của người Việt Nam chúng ta. Và chợ Láng này cũng thu hút khá là nhiều người đến đây mua bán, khá là sầm uất. Minh Toàn có vào chợ Láng một lần rồi, mấy lần rồi chứ không phải một lần. Và xin mời chúng bà con hãy tiếp tục với Minh Toàn nhé. Phía bên tay phải của chúng ta là cái dòng sông huyền thoại của thủ đô Hà Nội, đó là sông Tô Lịch. Đây là sông Tô Lịch. Wow, chở nhiều vali quá ha. Gần Tết là vali bán chắc là khá là chạy, bởi vì là gần Tết thì cần mua vali để đựng quần áo về quê. Tài trở quá, bởi vì cái vali này nó trơn nó trượt, phải băng bó khá là. Thank you.
ngã tư mà Lê Văn Lương đi thẳng là ngã tư Sở và rẽ trái là Lăng Hạ, rẽ phải Lê Văn Lương. Anh Toàn xin được phép đi thẳng. Hà Nội mình toàn cũng cảm thấy khá là ngột ngạt sau một thời gian xa Hà Nội. Thì về với Hà Nội thì những cá nhân mình toàn cảm thấy khá là ngột ngạt bởi vì là lượng xe cộ lưu thông rất là nhiều. Đây là chưa phải là giờ cao điểm thì tắc đường nhiều lắm. Ở trên đường láng này cũng được bày bán các cái mặt hàng ví dụ như áo phao, quần áo, giày dép rất là nhiều. Mà rất là rẻ luôn đấy các bạn ạ. Đấy, phía bên kia là tình trạng tắc đường. Có vào cái quần áo khá là nhiều luôn. Ba lô túi sách có. Ba lô túi sách có luôn. Một cái đặc thù của đường láng là các cái hoa quả này cũng được bày bán ở ven đường láng. Đấy, các cái xe hoa quả, táo, nho, các cái mặt hàng hoa quả bày bán quanh đường láng rất là nhiều ở ven đường láng. Đây, còn đây là cái con sông, sông Huyền Thoại. Sông này gọi là sông Tô Lịch. Nhưng mà thực theo Minh Toàn đây là con mương thì đúng hơn là con sông. Chắc ngày xưa nó sẽ rộng lắm, nhưng mà vì là bồi lấp cho đến đô thị hóa lên nên mà con sông này bây giờ nhìn. Minh Toàn nghe nói nhiều về cái sông Tô Lịch này, nhưng mà để mà quan sát kỹ thì nói thật ra Minh Toàn chưa quan sát kỹ nhiều. Nhưng mà bây giờ đứng đây thì cái mùi hôi thối rất là nồng nặc luôn quý bà con cô bác. Minh Toàn đứng ở đây thì thấy các cái điểm nước xả thải này. Ví dụ như phía dưới cầu là có hai điểm nước xả thải. Chắc cái đấy là nước thải của các nhà dân cư với các khu đô thị để thải ra sông này. Minh Toàn nghĩ là thế. Chính vì thế mà cái con sông này nó rất là mùi hôi thối luôn. Bởi vì lượng nước thải nhiều. Ở đây. Đây, bây giờ xin mời quý bà con cô bác chúng ta hãy tiếp tục chúng ta đi khám phá cái đường láng này nhé. Về đường láng thì
một cái đặc điểm là rất là nhiều tiệm cầm đồ mở ra. Đấy. Nhiều tiệm cầm đồ. Và đây ví dụ như có một đoạn thôi cũng có 4-5 tiệm cầm đồ rồi. Và đây cũng có một cái đặc điểm nữa là ngày xưa là các gốc cây xà cừ này là các cái bạn gái đứng ở các cái gốc cây xà cừ này và vẫy khách làng chơi. Đấy là một cái đặc điểm mà thú vị về làng Láng. Nhưng mà ngày nay thì cái tình trạng mà đứng dưới gốc cây để vẫy khách là không thấy nữa. Nên chính vì thế mà về với đường Láng kể cả buổi tối chúng ta cũng không bắt gặp được là những cái tình trạng vẫy khách ở dưới gốc cây như ngày xưa nữa rồi. Bên phía kia chúng ta là cái đường Nguyễn Khang. Và đây là cái tuyến đường này, đây là cái nhà ga trên đường sắt Cát Linh Hà Đông ấy. Thì nhà ga này là chưa đi vào hoạt động nhưng mà cái đường này cũng tiêu tốn hàng chục ngàn tỷ đồng của thủ đô, của đất nước chúng ta rồi. Đây cái đường sắt như con lươn con rắn này kìa, bà con. Toàn xin tiếp tục đi tiếp đường Láng này để mời bà con khám phá cái đường Láng này, hết cái đường Láng này còn một đoạn nữa thôi, nhưng mà nó rất là nhiều cái điều mà mình Toàn muốn chia sẻ. Chúng ta có thể là đi đến đây, chúng ta có thể check đi thẳng bên phải tay phải để ra đường Nguyễn Trãi. Chúng ta đi thẳng ra đây cũng ra ngã tư Tư Sở luôn, còn check đường này chúng ta ra thẳng đường Nguyễn Trãi luôn. Đấy, ra khu Royal City ấy. Thẳng đường này chúng ta ra ngã Tư Sở. Và các cái gốc cây xà cừ này ngày xưa là được các bạn đánh dấu và đều có vị trí ở dưới gốc cây này hết. Tức là các gốc cây này là được các bạn gái chiếm một cái như kiểu mà đất có thổ công, sông có hà bá đó. Đấy, các gốc cây xà cừ. Nhưng bây giờ thì tình trạng này không còn nữa rồi bạn. Và trước mặt chúng ta là ngã tư Sở. Mà chúng ta làm tôi mở cái ngã Tư Sở rồi. Ở đây ngã Tư Sở thì Minh Toàn xin phép đi lên khu vực chùa Bộc. Nên mình toàn sẽ rẽ phải, rẽ trái. Thế này là chúng ta đã đi hết đường Láng rồi. Đấy, sang phía bên kia là đường Trường Chinh rồi các bạn.